Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy kính đức thầy. Thì mới đây trên cộng đồng mạng cũng có xôn xao về một vị tu hành tên là thầy Thích Minh Tuệ. Thì là thầy Thích Minh Tuệ này là nghe nói là ngài là tu cái heo cái hạnh đầu đà, là 13 hạnh đầu đà, là ngài là chỉ ăn cơm một bữa, ngủ ở nghĩa địa. Thì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì ngài, thì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì những tín đồ thì ngài cũng cho biết, những tín đồ thì nói là đức thầy Chớ Lợi là nhiều người ta nói là để cho thầy đi dạy qua bà đặng chỉ kẻ đường sai chưa rõ, còn hoặc là chọn một chàng tử trẻ phật phàm, nói là đức thầy là mượn xác của Thích Minh Tuệ, thầy Thích Minh Tuệ, còn hoặc là nhiều người ta nói là cái núi ông két ẩn đó, là cái núi ông két nó xuất hiện lâu rồi quý vị ơi, thì người ta nói cái cục đá đó là giống thầy Minh Tuệ đó quý vị. Thì theo cái phần nhận xét của đệ thì đó là nói chung đó thì kiếp chót rồi thì chỉ có một mình đức thầy của chúng ta ra đời mà thôi, thầy là nói là quản hưng kiếp chót này đây, hoặc là lần hứa chốt khởi lời kêu hút, hay là quản hưng kiếp chót này đây, từ đức thầy trở về trước chúng ta không truyền, chúng ta không chi, thì đức thầy cũng cho biết là nhà tôi đâu phải khó khăn, chân lý của ngàn đời mà hãy nói trong ngũ hợp Phật giáo tới đâu cũng có hiện hơn. Nhà cô giống hiệp có đợt 5 giây. Một là Đức Phật Thầy Tan xuất hiện tại làng Tòng Sơn. Hai là Ba Chúc Bổn Sư đó. Cái thứ ba là Đức Phật Trùm. Cái thứ tư là ông Sư Giải Bán Khoai. Cái thứ năm là Đức Thầy chúng ta. Trong tỉnh An Giang này gọi là ngũ hợp Phật giáo. Chúng ta không truyền, chúng ta không coi. Thì bây giờ đó những tín đồ ta nói gì là Đức Thầy Trở Lợi đúng không? Theo cái phần nhận xét của tôi đó. Thì hồi xưa đó thì cái mẫu chuyện bên thầy đó, Đức Thầy nói với ông Quốc Bổ, Đức Thầy nói là đó ông Quốc Bổ nhìn tôi cho kỹ nha, tôi đi sau là tôi về vậy đó, chứ tôi là không có mượn xác ai hết trơn, tôi đi sau là tôi về vậy. Thí dụ mà cái đại lễ 85 năm rồi thì thầy cũng khoảng trăm mấy tuổi, thầy đi sau là thầy về cái xác trẻ, chứ thầy không còn mượn xác ai hết trơn nữa. Thì cái kiếp chót rồi chỉ có một mình của Đức Thầy chúng ta thôi. Khi mà bom nguyên tử này nó nổ ra, hạt nhân này nó nổ ra nước cấm rồi, gọi là non thần gian chuyển khùng ngồi số phân. Thì nếu mà đối đãi với các con sư đó, thì Đức Thầy có cho biết là đó, nếu các ông ấy đó có tu hành chân chánh, dạy điều gì đáng nghe thì chúng ta phải nên nghe. Còn nếu mà các ông mà gõ biết là gọi là ông thầy đám, gọi là tu gió hế đó, thì mình phải giảng dạy cho bá tánh thập phương nghe, kêu các sư đó trở lại cái con đường chân chánh của đạo Phật. Nếu các ông ấy không nghe thì chúng ta phải bài trừ triệt để. Thì bây giờ đó mới đây đó là có một đồng đạo cũng gọi cho tôi, cũng nói về cái vụ Thích Minh Tuệ, nói là bây giờ bên An Hòa Tự tổ đình Phật giáo Hòa Hảo đó, người ta nói là Đức Thầy Trở Lợi vậy có phải không đệ Dũng? Ra hỏi thì theo phần nhận xét của tôi đó, thì Đức Thầy là một cái vị Phật, thì ngài nói là ngài đã tiên tri cho biết sau này đó là khi mà Đức Phật Thích Ca ngài ngồi cậu Bồ Đề còn 49 ngày nữa ngài phát viên quả ngộ, thì trên tầng trời nó nếu mà nó thấy ông Cù Đàm này đắc đạo rồi thì cái đạo Ma Dương của nó bị sẽ bị thoang đi. Nếu nó mới đưa ba con gái xuống phá, nó kêu là đờn bà tỳ du gia đà la gì mà cũng không cúng đặng tâm ngài, nên cố quán phá đời mà mãi. Cái câu nguyện thứ hai đó, nó xin nguyện đời đời kiếp kiếp ra phá đạo ngài mà thôi. Thì Đức Thầy cho biết đó là từ đây dẫn về sau, ông nào đó còn dùng của hế đó thì ông đó là tòa, như là Đức Thầy có cho biết là dạy đạo chánh dị hương nam việt. Thì cái đạo nào đó, cái ông thầy nào đó mà giữ được cái chữ không đó, thì cái ông đó mới chánh dị hương nam việt. Là cái nước Việt Nam đây là có cái cơ duyên với Đức Thầy rồi, như Đức Thầy cho biết là duyên lành mới có được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thì nhiên hữu phần. Còn bên xứ Trung Ấn Độ đó thì người ta có cái nhân duyên với được với Đức Phật Thích Ca. Thì Đức Phật Thích Ca đó, ngài là khổ hạnh 6 năm, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo gần đắc Ma Dương heo phái, dùng thần thông nghị lực về phan ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương được chúng. Thì bây giờ chúng ta nên coi ôm sát giáo lý hệ tu. Thì bởi vì vậy đây là một cái chân lý tuyệt vời, hay rút trong kinh hoa Phật giáo. Nếu mà chúng ta tu theo chúng đó đó,
thì chúng ta hưởng ngày long qua đại hội. Còn nếu mà bây giờ đó thì thầy nói là cho biết đó, thầy Đức Thầy có nói cho chúng ta biết về cái ngày cơ tận diệt, thì ngài nói là cho chúng ta biết đó là sau này đó là năm châu thế giới này là nó sẽ kinh khủng khủng khiếp dữ lắm. Thì chỉ có một mình Đức Thầy những cái năm sắc lệnh, một là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, hai là lệnh Quan Âm Phật biểu khùng tròn là Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là điên này dân lệnh Minh Dương với lệnh Phật đường đi xuống nhãn dân, còn hoặc là ta hừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hải giới truyền khai đạo pháp. Thì từ cái kiếp chốt này là về sau là chỉ có một Đức Thầy thôi, là một coi tấu an bang, chứ không còn ai mà hay thế Đức Thầy chúng ta nữa. Chữ là Đức Thầy đó, Đức là cái con người có đức độ, Thầy là ông thầy giáo. Thầy ra đây đó là để là dạy cho chúng sanh về cái pháp môn là học Phật tu nhân, và hay là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ đó là Đức Thầy dạy là còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt về cái vọng niệm về việc thế trần ấy, mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên chi nay phải hành tâm niệm Phật. Nếu như niệm một niệm thì ắt lìa một niệm chúng sanh, niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn và lòng ham muốn về các tình dục đâu còn nảy sanh ra được. Vì niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó cũng được thanh tịnh, không còn trực nhiễm chừng ai. Hoặc là cần tu học thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Còn hoặc là trong nguyện thứ 18, trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca đã nhắc lại trong pháp môn tịnh độ, ngài hãy rằng nếu chúng sanh nào trong giờ chót mà niệm từ 1 niệm đến 10 niệm mà há hiết cầu sanh về cõi tịnh độ của ngài thôi, nếu ngài độ không được người này, ngoài nguyện chẳng có làm Phật, ta chẳng ngồi nơi chánh đẳng chánh giác, phải không quý vị? Vì pháp môn tịnh độ là pháp môn tận độ chúng sanh. Là Ấn Quang ngày xưa ngài nghiên cứu phương pháp này, ngài nói rằng đó là nếu chư Phật nào rời khỏi pháp môn tịnh độ là quyết khó hành Phật quả, quyết khó độ hết chính giới chúng sanh. Chính giới đó được giải thích ra là Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn, Trời, Ngự, Súc Sanh, Ngã Quỷ, Địa Ngục. Trong sáu cõi giới lục đạo mà chưa đắc quả Phật với cặp mắt Phật gọi chung là chúng sanh. Còn tu tịnh độ đó chỉ một cái tay phương hội hướng hót quay đồ với cuộc luân hồi. Thì bây giờ mình nên niệm cái là mình nên niệm Phật đi quý vị ơi. Mình niệm Phật và mình ăn chay, mình cúng lại, mình làm việc, làm hết các việc từ thiện như Đức Thầy đã dạy. Thì bây giờ đó mình nghe lời dạy của Thầy đi. Thì chúng ta đừng có mà từ cái phong trào nào cũng có những cái người tín đồ Phật giáo hòa ta lên hết trơn á. Từ ông Minh Tuệ rồi từ bé Tường Lam, những cái phong trào ai cũng lên hết. Nhưng mà quý vị đó là muốn cơ bản đó, thì quý vị nên học sấm giảng giáo lý của Đức Thầy đi. Giáo lý là gì quý vị? Giáo lý là giáo điều lý nghĩa của một tôn giáo do vị giáo chủ thuyết minh để cho các môn nhân đệ tử noi heo đó mà tu học. Là thì bây giờ đó thì chúng ta phải tu sửa cái thân tâm mình cho đạt đến chỗ còn thiện còn mỹ, đặng đi đến chỗ giải thoát. Thì Đức Thầy có cho biết là đó, thì Đức Thầy có cho chúng ta biết là giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn rồi. Từ cách ăn, từ cách nói thì Thầy dạy quá đầy đủ rồi, chẳng có ông Phật nào mà ông dạy chúng ta là quá đầy đủ như vậy. Không có dạy hiếu gì hết, chỉ sợ là chúng ta hiếu tu thôi đó quý vị. Chúng chỉ sợ là hiếu tu thôi, còn Đức Thầy chúng ta là một cái vị Phật. Chẳng có một cái vị Phật nào mà ngài hệ nguyện rằng là bể chầm lưng khô cạn. Khi nào mà cái bể chầm lưng này nè, cõi ta bà này nè, mà khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nó thanh tịnh. Ít có cái ông Phật nào mà không dám hề vị. Thật là giàu gian lao, giả sắc chẳng sờ, miễn sanh chúng không đường dễ họ giải thoát. Thật là ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. Thì chúng ta phải nương heo đó cái pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là có là ba cái nguyện: tính nguyện hạnh, mình phải tin sâu lực nhân quả, hoặc là mình phải chí hành hẳn kha tha thiết. Tha thiết mình phải là niệm vô cái câu đó, đi đứng nằm ngồi gì gác niệm chứ quên, như Đức Thầy có cho biết là tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cổ quyền sớm tối mới màu, sân phá mới màu. Thì chúng ta phải nương theo cái pháp môn tịnh độ đó mà chúng ta tu học, và chúng ta học hỏi sấm giảng di văn giáo lý của Đức Thầy, để chúng ta nắm cho vững cái đạo của Đức Thầy nó tại nơi đây. Thì Đức Thầy có cho biết là thì các
ngài đức thầy có cho biết đó, ngài thầy trả lời đó, đức thầy có cho biết là hòa hảo là cái lung lớp, người ta vớt cỏ, ta kéo cỏ ra cái nữa, người ta bắt cái trắng, nước giật cái nữa, ta bắt cá đen, rồi người ta đánh cái trái lưng cái nữa. Thì bây giờ đó thầy nó tín đồ cứ đông, sẽ chọn có hai người, và cái người chung và cái người hiếu. Chung là mình có hết lòng, một mực lòng với thầy cổ chưa, còn hiếu là hiếu hạnh với cha mẹ. Mình phải có hai chữ chung và cái chữ hiếu mình mới được dự hội Long Hoa, như là đức thầy cho biết là cõi trung ương luôn chuyển phương nam mở hội thánh cho người trung hiếu. Hoặc là đức thầy ngài có cho biết đó, ngài có cho biết là đuốc hiền lâm phương đông, chói ánh dắt hồn người vượt khỏi sông mê, dầu cho nay xa cách sở tề sao tới thầy gặp nhau Phật cảnh. Hoặc là đức thầy có cho biết câu này đó quý vị, nghe mà xúc động luôn. Thầy nói dạy con cả nào đâu hang cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai, vì khó khăn lắm lúc khôi hài ấy cũng bởi thầy la phạo. Hoặc là đức thầy hang lên cái câu là hưng khùng đêm vắng khóc hầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an, phải chia cô khóc buổi sáng đây đó, cô còn chia sẻ nỗi buồn cho quý vị biết được. Còn đức thầy khóc ban đêm, đức thầy đó chia sẻ nỗi buồn cho ai biết được. Thì đó là thầy suốt đêm thầy trăn trở, suốt đêm thầy không ngủ, để rồi có những cái đó ngài đã cái tuyên dương cái chánh pháp của đức Phật Thích Ca, đức Phật A Di Đà, gom hết trơn vào còn bộ vị hiền vị, còn thiếu gì nữa quý vị, mà chúng ta phải đi tìm ai nữa. Tu hành mà mãi năng nguy sợ ta gặp cảm cũng kỳ cho dân, hoặc là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, là cái thời kỳ mà khi diễn tiến rồi thầy sẽ trở lại lập hội Long Hoa, chọn những nước tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phương hướng gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thì chúng ta nên ôm sát vô lấy hệ tu đi, cái thời kỳ này là thầy nói là cái thời kỳ cùng cuối này đó, lại ma trên trời, quỷ dương trên trời xuống, trên tầng trời sáo xuống phá đạo thầy. Thì từ đức Phật Thích Ca đó thì có bà đề đặt ra hay pháp, còn đức thầy thì còn á là ông ba Hới đó thì có Nguyễn Nhân Sáu hiệu pháp, sáu phẩm đó, tên sáu phẩm đó hiệu pháp. Còn là cụ Nguyễn Trung Trực đó thì có là Quỳnh Công Tấn hiệu pháp phản quốc đó. Bởi vì là nhằm chọn cái người chung và cái người hiếu thôi quý vị ơi. Ông đức Phật Trùm cho biết là xử những kẻ bất chung đó, lấy lực kêu hà chén chẳng gớm qua đó quý vị. Thì bây giờ đó quý vị hãy nên ôm sát vô lý thầy, bởi đây là một cái chân lý tuyệt vời thầy rút trong qua kinh Hoa Phật giáo. Thì bây giờ đó cả ngày khi mà đức Phật can ngài nhập diệt đó, ngài nói đó khi mà ta nhập diệt rồi ta sẽ để lại các pháp giới cho các ngư cứ coi theo đó để bảo trợ các ngư, đó là thầy của các ngư vậy. Thì đức thầy có ra đi đó, thì đức thầy có dặn lời ít lời khuyên trong bổn đạo vị thời gắng nghe, dầu ai tài phép bài phe, dầu có cái người nào mà người ta giỏi hơn đức thầy đi nữa, thì chúng ta là cái người tín đồ giáo hòa hảo, chúng ta nên ôm sát chú lý thầy tu và theo một mình đức thầy thôi. Còn nếu theo một mình đức thầy thôi thì gọi là đó là gọi là đức thầy cho biết là vậy đó quý vị, thì chúng ta nên theo sát chú lý thầy thôi. Dầu ai tài phép bài phe, ham linh ham nghiện sợ em ăn nghèo, lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải dế mà theo kẻo lầm, ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chắc 45 khổ hình. Thầy cho mình lựa một trong hai, đừng để lầm ở kéo sơn gia, chứ đừng đây đó là thầy kêu mình biểu cảnh giác đi. Bây giờ đó là đức thầy kể trong mẫu chuyện đó, là bây giờ là Ma Dương nó đã có trong hàng ngũ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rồi, và nó khắp các nơi là tam thiên lục bá giáng lâm trần, mà 3600 mối đạo, nhiều lắm, nhiều mất là đạo lắm, không kể riêng ai hết. Từ ông nào ra độ đề đến đức thầy nói đó, ông nào mà còn dùng của thế là ông đó là còn không có chân chánh. Đức thầy chúng ta ra đời chịu khổ nhiều lắm quý vị ơi. Quý vị có thấy là trong cái sấm giảng nghi văn giáo lý đó, đức thầy có gửi thư về xin tiền đức ông đức bà không quý vị, hay là những cái người giàu như là cô ký giỏi ông ký giỏi đức thầy không có xin, đức thầy đâu có xin quý vị. Đức thầy chỉ nói là dạy dân nào có gạt lừa chi dân, hoặc là đó là dạy dân đầu tóc gối buồn mà trong bá tánh hiềm hù chi ta, hoặc là giàu gian lao dù có gian khổ bao cỡ mấy thì ngài cũng hy sinh cho chúng ta, giàu gian lao dở sắc chẳng sờ miễn sinh chúng không ngừng giáo. Hoặc là
các nhà hy sinh cho mình quá đủ chú ý gì. Cớ với thầy nào quản hương lương, muốn cứu thế xá chi bùng trịnh. Hương quá sức nên ta bệnh nghịch, quyết độ đời cho đến chung hơn. Nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng an vui nơi miền cực lạc. Thí dụ bây giờ quý vị cô chúng đó, thì quý vị hưởng, ai ăn nấy no quý vị ơi. Quý vị tu chúng đó quý vị hưởng. Còn quý vị tu trật đường thì quý vị chịu, chứ quý vị đâu bắt tôi chịu đó. Phải không quý vị? Bởi vậy là không có nên lặp đi lặp lại nữa. Tại là ganh ghét hờn thì hãm muôn đề, ganh ghét hờn thì hãm muôn bề, Đức Thầy nói chúng ta. Mình phải để cái tâm mình cho nó niệm Phật, mình phải để cái tâm mình thanh tịnh, rồi mình phải giữ cho cái lời nói mình được chánh đáng, được vị trong hương đảng mới bớt gầy gà, ngoài xã hội không còn điều sức ấy. Mình giúp cho cái người nghèo, cái người khổ, như Đức Thầy đã nói. Đức Thầy đã nói đó, giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng, quý vị ơi. Mình giúp những cho kẻ đói mới nhầm đến lộn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng vật bờ. Rồi đối với cha mẹ mình, những kẻ tại gia cư sĩ đó, đối với cha mẹ thì phải là có gán lo làm ăn, rồi lo niệm Phật, lo cần kiểm xúc sắn, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, quý vị ơi. Còn thầy quý vị hãy ôm sát giáo lý thầy tu đi. Tôi nói một kiếp một nè, chỉ có đức con sư của chúng ta ra đời thôi, ông nào ra nữa là tòa hết chứ, tòa giáo chứ. Bởi vì quý vị hãy ôm cho cô kỹ đi, khi mà bom nguyên tử nổ rồi là bây giờ đến nước ngoài nó là dữ dội lắm rồi quý vị ơi. Thì đó gọi là đó Hamas nè, NATO nè, Mỹ nè, Nga nè, Kim Jong Un nè, rồi đó là Ấn Độ nè, Đài Loan nè, các nước chuyên dân, rồi là chục kia chỗ giới đồng minh, hai sông khô cạn, nhật tinh gạn ngời, ra qua đánh dẹp mọi nơi thì năm châu bốn biển hay phê chập trùng, mười phần chết bảy còn ba, mất hai còn một mới ra thái bình, chỉ còn một phần cái người hiền và cái người đức, hiền trung hiếu là vô dị hội năm qua quý vị. Thì bây giờ quý vị hãy nên tham sát giáo lý thầy tu, thầy dạy chúng ta quá đầy đủ rồi. Bởi vì những cái phong trào nào cũng có họ lên hết, những cái phong trào người ta đi theo cái phong trào mà quý vị. Bởi vì là tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham đủ thứ. Rồi anh em đồng đạo ta nói ra rồi tự cãi. Bởi vì Đức Thầy có cho biết là ghéo những ai lợi dụng làm sằng. Chữ ghéo đây là thầy kêu đó. Lợi dụng là lợi dụng tiền bạc của năm châu thế giới này, làm sằng là làm bậy đó. Cho suy sụp chân nhân mờ mịt, nào có khác mây đen phủ bích bích dịch à, rồi dắt nhau cái chỗ vậy ngay. Bởi vì Đức Thầy nói hương đời chẳng có thiếu xu, mà trong bá tánh đuôi mù không hay, đuôi mù không hay, đuôi mù không hay. Thì bây giờ đó là chúng ta phải học hỏi những cái mà giáo lý cao siêu màu nhiệm của cổ thầy, để chúng ta để chờ và ôm sát giáo lý thầy tu và gắn cúng lại ăn chay niệm Phật, chờ đến một ngày nào đó thì thầy trò sẽ sum hiệp, gọi là bồ đào ngũ hánh trà tiên muôn năm cộng lạc chúa hiền tự chung. Còn hoặc là Đức Thầy cho biết đó là sau ngày lập hội đó thì nhìn xa nước mắt gương gương, hương đời mới muội trầm lưng hoài hoài. Hồi đó thầy đi núi Trà Sư đó quý vị, thầy đi núi Trà Sư đó thì thầy mới chỉ qua cái cho tín đồ coi đó, cái đường mà lộ dân giáo. Thầy nói sao này nè, cái đường lộ dân giáo này nè, thầy đọc cái bài mà tam châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, học bát chư bang động can qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác lê hứ hậu lai khổ hiết ha, cần ban hậu hận tiên diêu động, nam quốc kiến nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đâu hội phồn qua là chỉ cho chốn đông người, lưu gian quyết lưu là lưu chữ, huyết là máu, là nguyên một cái dòng sông máu. Bởi vì Đức Thầy cho biết là qua lộ văn giáo thì máu chạc xong chứ không có gì. Qua lộ văn giáo là cái đường mà xã văn giáo giáo văn đó hay phơi ngọn cỏ mới vô căn Phật trời, con ai mà dạy chẳng nghe lời, huống chi người khác thì dạy đời ai nghe quý vị. Thì bây giờ đó ông ba có cho biết là đừng thấy dễ mà dễ lo ăn, quần sau không bận thì lễ quên, lễ quên ở chuồng đó quý vị, tới chừng đó là chạy dữ lắm quý vị ơi. Thì mai sau nhiều cuộc đứt cài, đua nhau mà chạy thì lầu đài cũng xa, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là hay phơi. Thì Đức Thầy có cho biết là chở chân cho kịp long qua nè, long qua có mặt ấy là hiền nhân. Thì Đức Thầy có nói cho biết là cái canh hình này nè quý vị, thì Đức Thầy có cho biết là
Hiềm gì mắt lá hiên hơ, đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Thôi thì lòng dặn lấy lòng gắm đây, đến cuộc may gồng chẳng xa. Cái hội gồng may một con là không giỡn được nha, hai con mới giỡn được. Hội là Long Hoa, rồi Long Dân, rồi hội Long Đình nữa quý vị. Thì bây giờ chỉ có một hội này gắn lập hơn đó quý vị. Bởi vì chúng ta phải tích phước cho nhiều đi, gắn làm thiện làm phước và giúp đời và niệm Phật, ăn chay hành heo đúng theo cái giáo lý được thầy. Thì Long Hoa đó, thầy nói tu đức thì ma quỷ gói là tu đức đó thì ma quỷ tiêu tan, còn hất đức thì ma quỷ gói làng. Nhắm mắt thì thấy làm hiền đó thì nhắm mắt thấy cảnh tiên. Thì bởi vậy quý vị hãy tu đi, thì năm non bảy núi này sau này là sẽ một là sẽ có Phật tại thế đây nè quý vị. Những cái người mà người ta xây tượng Phật Di Lặc đó, người ta nói là ở dưới đây là nó có cái mạch gọi là vàng á, là nó già dữ rồi. Bởi vậy là bởi vì lầu đài nó cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành kiến thấy thì cảnh bồng lai, chứ không có gì hết. Thì bây giờ chúng ta phải gắng tu, gắng cúng lại, thì gắng ôm sát giáo lý thầy tu, thì chúng ta mới còn sống trong hội Long Hoa. Chữ tu là gì quý vị? Tu là nghĩa là sửa, sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra hông, sửa dị hành ngay, sửa hư hèn hành đúng đắn. Bởi vì chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên, hoặc là thầy dạy từ kẻ ngu kẻ trí thầy cũng dạy, thầy dạy hết tất cả, thầy không phân biệt, thầy nói ra đời dạy dỗ anh em. Đức thầy mình, đức thầy chúng ta khiêm tốn vậy đó, ra đời dạy dỗ anh em. Bởi vậy là thầy chọn cái người chung và cái người hiếu, giống như ông Cao Bá Hứng, ông bị giết, thầy nói ông tu mà ông còn nóng, ông nóng sau này ông còn, thôi bây giờ ông về chùa ăn hoài tử, ông nằm chờ tôi đi. Thì cái khi mà ông đang cúng đó thì bọn giáo gian tà đạo, bọn tà đạo đó thì nó mới kéo ra đằng sau chùa ăn hoài tử đó, thì mới kéo là ông Cao Bá Hứng ra đằng sau. Thì đó thì ông Cao Bá Hứng ông mới nói nếu mà có anh hùng hảo hán đó thì nên hãy ra thì đánh coi đôi một một đi, chứ ở đây trong chùa. Mới kéo ra sau đó là chặt đầu ổng. Thì bởi vì là ổng có chung có hiếu với thầy tổ như ông Miện Đài, như là ông Nguyễn Xuân Hiếp chẳng hạn. Ổng có đọc bốn câu hy khi mà ổng lên đoạn đầu đài, thì ổng đọc là khi mà trước khi ông bắn ông ngâm câu hơ đó là năm trước không chết lúc chống tay, thời nay độc lập chết vì thầy, ngoại xâm ngoài ngõ chưa trừ đặng, sáu hịch nồi da khởi đó đây. Còn hoặc là các ngài, còn hoặc là ông Năm Lửa, ông Lê Quang Vinh cũng chung với thầy. Thì bây giờ cái hội này đó thầy nói là tín đồ đó heo tôi cũng đông, mà sau này người ta bỏ tôi cũng đông. Mới nãy heo thầy đông lắm, giờ bỏ thầy cũng đông. Bởi vì đức thầy nói vậy đó. Bởi vì là chúng ta phải tu hành cho chân chánh để kịp đến ngày Long Hoa Đại Hội. Nam Mô A Di Đà Phật.